Toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine sáng 28 tháng 9 Tin báo Ukraine, quân đội Nga chuẩn bị tấn công vào tỉnh Zaporozhia Lính chính quyền Nga bất lực nhìn Ukraine tiến công dồn dập ở Kursk Điện Kremlin đưa lực lượng tinh nhuệ của FSB cũng không thể cản đường Nga rơi vào bẫy Vuleda khi chưa kịp hưởng trọn niềm vui chiến thắng Ukraine tấn công dồn dập lãnh thổ Nga trong đêm, nhiều khu vực nổ rung chuyển. Bà Harris khẳng định sự ủng hộ Ukraine không lay chuyển trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Mỹ và EU sắp hỗ trợ Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ từ tài sản bị đóng bằng của Nga. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Tin báo Ukraine, quân đội Nga chuẩn bị tấn công vào tỉnh Zaporozhye. Kính thưa quý vị, tin báo Ukraine đã nhận được bằng chứng cho thấy quân đội Nga đang có kế hoạch tăng số lượng các cuộc tấn công vào tỉnh Zaporozhia. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền Nam Vladislav Voloshin cho biết, Ukraineform đưa tin. Theo thông tin, quân đội Nga đã nhận được các thiết bị cần thiết để tiến công. Hơn nữa, số lượng các cuộc tấn công đã tăng lên trong vài ngày qua. Tình hình ở Zaporozhia Oblast rất có thể sẽ leo thang dọc theo tuyến đồng. Hôm qua đã có 5 cuộc tấn công và có xu hướng gia tăng vì tin báo của chúng tôi báo cáo rằng quân đội Nga đang tập hợp nhân sự cho các nhóm tấn công gần Brioni. Quân Nga đã nhận được 25 xe bất ghi từ căn cứ dự trữ của quân khu phía nam của Liên bang Nga. Điều này cho thấy sự chuẩn bị cho các hoạt động tấn công. Đại diện lực lượng phòng vệ miền Nam đưa tin. Ông Voloshin lưu ý rằng tình hình ở mặt trận phía Nam vẫn căng thẳng như ở các hướng khác. Trong ngày qua, 7 cuộc giao tranh đã xảy ra ở miền Nam Ukraine, nằm trong số đó được báo cáo ở Zaporozhia Oblast. Các cuộc giao tranh diễn ra gần Robotin và Nova Andreevka ở Zaporozhia Oblast và gần các đảo trên sông gần Kherson. Quân đội Nga cũng tiến hành các cuộc không kích bằng bom dẫn đường, bắn pháo và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze. Người phát ngôn cho đến hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành trinh sát bằng các nhóm tấn công, gồm tối đa 10 binh sĩ. Sĩ quan quân đội Ukraine cho biết thêm, chiến thuật của họ là nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa các chiến hào, giữa các tuyến đầu và thiết lập vị trí trong chiến hào của chúng tôi. Lính chính quyền Nga bất lực nhìn Ukraine tiến công dồn dập ở Kursk. Điện Kremlin đưa lực lượng tinh nhuệ của FSB cũng không thể cản đường. Lực lượng tinh nhuệ FSB thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang chiến đấu ở khu vực Kursk, nhưng họ đã không thành công khi cố gắng phối hợp các nhiệm vụ chiến đấu với quân đội chính quy. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, trích dẫn từ tờ báo đối lập của Nga, Novaya Gazeta Afropi đã xác nhận một quân nhân của lực lượng đặc biệt FSB đã chết trong các trận chiến ở vùng Kursk vào tháng 8 năm 2024. Novaya Gazeta Afropi dẫn lời của một sĩ quan FSB báo cáo rằng cơ quan này đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng đặc biệt, bao gồm các thành phần của nhóm Alpha và Vinben, đặc biệt tình nguyện xác định là tiêu diệt các nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực Kursk. Theo nguồn tin, các nhóm này không phù hợp để tiến hành chiến đấu, phối hợp, sử dụng thiết bị hạng nặng, chống lại lực lượng vũ trang chính quy. Thông thường, các chiến binh của lực lượng đặc biệt đã tiến hành các hoạt động chống khủng bố, chống lại các nhóm khủng bố nhỏ và do đó không được đào tạo đầy đủ và trang bị cần thiết để đáp trả lực lượng vũ trang. Một người đối thoại khác thân cận với cơ quan đặc nhiệm Nga nói thêm rằng, trung tâm tác chiến đặc biệt của FSB không có mối liên kết chung với các đơn vị quân đội và vẫn chưa có trụ sở chung để điều phối các nhiệm vụ chiến đấu giữa họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định cho FSB tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk vào ngày 9 tháng 8, sau khi bắt đầu hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 6 tháng 8. Tuy nhiên, sau đó, ông bắt đầu giao những nhiệm vụ tương tự cho Bộ Quốc phòng, FSB và Vệ binh Quốc gia Nga. Điện Kremlin và Bộ Chỉ huy quân sự đã cố gắng tạo ra một cơ cấu chỉ huy và kiểm soát mạch lạc và hiệu quả, nhưng vẫn chưa rõ trách nhiệm nào thuộc về ai. Các nhà phân tích cho rằng, sự trùng lập về nhiệm vụ và cơ cấu yếu kém sẽ tạo ra xích mích giữa FSB và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố rằng hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk đã cho thấy những kết quả nhất định, đặc biệt nó đã làm chậm quân Nga và buộc họ phải điều động khoảng 40.000 quân. Theo các chuyên gia tại khu vực Kursk của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine dường như đã tiến về phía sau của nhóm Goloskovo của Nga. Theo Roman Svitan, đại tá dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, nhà công quyền Nga, Putin, hoàn toàn không cần khu vực Kursk. Điện Kremlin thậm chí sẽ không để ý nếu họ mất hoàn toàn khu vực này. Nga rơi vào bẫy ở Vuleda khi chưa kịp hưởng trọn niềm vui chiến thắng. Quân đội Nga có thể gặp những tình huống đáng sợ khi rơi vào bẫy ở Voleda, vùng Donetsk của Ukraine. Các lực lượng chiến đấu của Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Voleda sau khi các nhóm phòng thủ Ukraine đã rút lui để bảo toàn lực lượng. Theo báo cáo, Voleda như một pháo đài phòng thủ vững chắc mà lữ đoàn 72 của Ukraine đã giữ vững vị trí suốt hai năm qua. Mặc dù Nga đã không ít lần muốn đánh chiếm nơi này với cái giá phải trả rất đắt đỏ về nhân mạng và thiết bị vũ khí. Hôm 26 tháng 9, các blogger quân sự Nga đã tự hào chia sẻ các tin tức ăn mừng chiến thắng khi quân đội của họ đã tiến tới ngoại ô của Voleda, giành quyền kiểm soát một số vị trí ở đây. Và niềm vui của họ có thể không kéo dài được lâu. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho biết, thông tin về việc lữ đoàn 72 Ukraine rút khỏi pháo đài Voleda hóa ra lại là một cái bẫy. Ngay khi quân đội Nga bắt đầu tiến hành từ phía trước cửa ngõ, các vị trí của Nga đã bị Ukraine pháo kích. UAV dùng dập tấn công khiến cho bộ binh và thiết giáp của Nga thiệt hại nặng nề. Theo các chuyên gia của Viện ISW, Nga có thể chiếm toàn bộ Voleda, nhưng tốc độ và mức độ dễ dàng mà họ có thể làm được điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định của phía Ukraine. Báo cáo viết, nếu bộ chỉ huy ukraine quyết định rằng nguy cơ nga bao vây vuleda hoặc tổn thất khi bảo vệ khu định cư trong điều kiện chiến đấu đô thị là quá lớn quân đội ukraine có thể rút lui điều này sẽ cho phép quân đội nga chiếm vuleda tương đối nhanh và không cần tham gia vào giao tranh cận chiến isw nhận định Tuy nhiên, nếu Kiev quyết định bảo vệ Vuleda và đủ khả năng ngăn chặn các nỗ lực bao vây của Nga, đối phương có thể phải rút lui. Quân đội Nga sẽ gặp khó khăn trong việc đột phá qua pháo đài mà quân đội Ukraine đã củng cố trong hơn 2 năm. Các chuyên gia nói thêm rằng, nếu Nga không chiếm được khu định cư tương đối nhanh chóng, thì khả năng cơ động của họ ở hai bên sườn Voleda cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của những cơn mưa mùa thu. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể quá trình tiến quân qua khu vực chủ yếu là nông thôn xung quanh Voleda, vì nơi này sẽ trở nên lầy lội. Mới đây, Lữ đoàn 72 Ukraine đã đăng tải video và phủ nhận tin đồn họ đã rút lui khỏi Voleda. Điều này phù hợp với nhận định của Viện ISW rằng Ukraine sẽ vận dụng khu vực phòng thủ vững chắc này để biến thành cỗ máy xay thịt đối với quân đội Nga, như cách họ đã làm với Bakhmut và Adepka. Mặc dù sau đó Nga có thể chiếm được pháo đài này, nhưng với cái giá nhân mạng cực kỳ đắt, đặc biệt là với tình trạng thiếu quân như hiện nay, liệu Bộ Chỉ huy Nga có dám đi bước đi liều lĩnh này tại Voleda hay không? là một vấn đề lớn. Ukraine tấn công dồn dập lãnh thổ Nga trong đêm, nhiều khu vực nổ rung chuyển. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã phóng máy bay không người lái vào các khu vực của Nga, giáp với Ukraine trong các cuộc tấn công sau các cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kiev và các vùng lãnh thổ của Ukraine. Tại vùng Rostov của Nga, đêm 27 tháng 9, lực lượng phòng không Nga đã phải làm việc do phát hiện máy bay không người lái trong khu vực theo báo cáo của chính quyền khu vực, do đẩy lùi một cuộc tấn công trên không, một đám cháy đã xảy ra gần thành phố Novosarkstin. Điều này đã được RBC Ukraine báo cáo với sự tham khảo của thống đốc vùng Rostov, Vasily Gulubev và Ross SMI. Một quan chức Nga vào khoảng 3 giờ sáng, lực lượng phòng không được cho là đã tiêu diệt 7 máy bay không người lái và việc này xảy ra gần Novosarkstin. Đồng thời, chính quyền địa phương phàn nàn về vụ tấn công bằng máy bay không người lái kể từ 23 giờ 46 phút theo giờ địa phương. Thống đốc Rostov cho biết, do các mảnh vụn rơi xuống hiện trường, các đám cháy đã xuất hiện. Ông cũng cho biết thêm rằng do vụ việc này nên không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất được ghi nhận. Đồng thời, truyền thông Nga viết rằng đám cháy ở khu vực thành phố Novosostink khá mạnh và bùng phát ở tiểu khu Novaya Skolovka gần đường dây điện một bức ảnh tương ứng cũng được đăng tải trực tuyến. Trong khi đó, thì thống đốc Orion của Nga, Andrei Glickov, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên khu vực này vào đêm qua, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo kênh Astra Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng 7 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên vùng trời Bangorod, Kursk và Bryansk giáp với biên giới Ukraine, mặc dù không có báo cáo về thiệt hại. Trước đó, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn ở vùng Rostov do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 18 tháng 8, khi máy bay không người lái tấn công một kho dầu ở Proletov. Ngoài ra, thì các nguồn tin của RBC Ukraine cũng báo cáo rằng, cuộc tấn công được thực hiện như một phần hoạt động của Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, và mục tiêu là kho dầu FGKU Kavkaz Kambin. Kho dầu này cung cấp cho quân chiếm đóng Nga chiến đấu chống Ukraine. Chuyển sang một vài tin tức khác đáng chú ý. Bà Harris khẳng định sự ủng hộ Ukraine không lay chuyển trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân Chủ tuyên bố ủng hộ vững chắc cho Ukraine. Điều này được biết từ một cuộc họp báo chung tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 ứng cử viên tổng thống Mỹ lưu ý trong cuộc hội đàm với Zelensky. Bà bảo đảm với ông rằng Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của ông về việc chấm dứt chiến tranh. Đồng thời, bà nói thêm rằng, ở Mỹ có những người muốn ép Ukraine nhận lại một phần lãnh thổ, chấp nhận trung lập và từ bỏ các liên minh an ninh. Đây chính xác là những gì mà Putin đang cố gắng đạt được. Bà Harris cho biết, bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ có chủ quyền đều là đề nghị đầu hàng chứ không phải là hòa bình. Bà cũng nhấn mạnh, Putin có thể kết thúc chiến tranh nếu rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Phó tổng thống Harris nói, người Ukraine đang anh dũng bảo vệ nhà cửa, đất đai, quyền tự do và nền dân chủ của họ khỏi một kẻ độc tài tàn bạo. Bà bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, coi nước này có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ. Đồng thời cho biết thêm, nếu hành động gây hấn của Putin không được ngăn cản, các nước NATO có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của ông ta. Các bên dự kiến sẽ thảo luận đặc biệt về những điều khoản chính trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, cũng như các khía cạnh khác của hợp tác song phương. Mỹ và EU sắp hỗ trợ Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ từ tài sản bị đóng bằng của Nga. Bloomberg đưa tin, Mỹ và EU được cho là đang tiến tới một thỏa thuận về các điều kiện cụ thể để cung cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ đô la Mỹ bằng cách sử dụng số tiền lãi thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Theo đó, Mỹ có kế hoạch tham gia khoản vay trong mọi trường hợp, nhưng quy mô sẽ phụ thuộc vào việc EU có thay đổi luật trừng phạt để có thêm bảo đảm rằng tài sản của Nga sẽ bị đóng băng trong tương lai hay không. Mỹ được cho là sẵn sàng cung cấp 20 tỷ đô la Mỹ trong tổng số tiền nếu những thay đổi về chế độ trừng phạt được thực hiện. Các nguồn tin cho biết, nếu EU không làm được điều này, Mỹ vẫn sẽ tham gia nhưng mức đóng góp sẽ nhỏ hơn. Khoản vay này dự kiến sẽ được hoàn trả bằng số tiền thu được từ 280 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga, hầu hết đều đang nằm ở châu Âu. Ủy ban châu Âu cho rằng các hành động tốt nhất là kéo dài thời gian xem xét và gia hạn các biện pháp trừng phạt cũng như bảo đảm sự tham gia của Mỹ. Tuy nhiên Hungary vẫn tiếp tục phản đối bất kỳ giải pháp nào, nhấn mạnh rằng trước hết phải chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ. Ủy ban châu Âu được cho là đã cảnh báo các quốc gia thành viên rằng Mỹ có thể tham gia sáng kiến ngay cả sau cuộc bầu cử nhưng về phần mình, EU phải hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ trước cuối tháng 10. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hãy để lại dưới phần bình luận hoặc có thể gửi thư qua hòm thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin kế tiếp.